Tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt trong quân đội giai đoạn 2016-2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, cùng đại diện các ban, bộ ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng và 134 tập thể cá nhân dân vận khéo trong toàn quân. Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Nét mới của phong trào thi đua trong thời gian qua là các cơ quan đơn vị trong toàn quân luôn bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn trọng điểm, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, thảm họa, dịch bệnh. Thời gian tới, toàn quân tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 76 tập thể và 58 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt giai đoạn 2016-2020.